Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay Dương Trung Hiếu sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn một cái chiêu đó là ý tưởng làm ảnh cổng với nhiều ảnh. Cái chiêu này thì mình đã sử dụng từ năm 2007-2008 rồi. Tới nay thì có lẽ không lạ gì với mọi người nhưng có thể đối với nhiều người nó vẫn là lạ mắt. Và tôi sẽ chia sẻ cách làm này từ ý tưởng cho đến cái cái cái, cái mục đích mà làm để làm cái gì. Thì như quý vị thấy tôi cho quý vị coi cái hình này đây. Đây, cái ảnh này đó thì nếu như bình thường á thì người ta chỉ lấy cái hình cô dâu chú rể này ra thôi người ta làm tấm ảnh cổng nhưng mà có một điều lạ vậy đó cái năm đó đó là cái bạn trẻ này nè cái, cái anh chàng chú rể này á, là anh ta là học ở trường arena arena của FPT đó là học viện FPT bây giờ đó thì cũng là dân đồ họa và nộp thẳng ra một điều đó. anh ta cũng thuộc dạng là đại gia ở ở trên tây ninh thì người ta có một cái có một cái đòi hỏi á, là muốn thiết kế một cái ảnh cổng nó phải là lạ mắt nhất ở cái vùng tây ninh thứ hai là nó phải to chứ không thể nào ảnh nhỏ được thì như bạn thấy tôi đã show cho bạn thấy vừa rồi một cái ảnh mà trên facebook á, là cái kiểu mà studio rồi thì cái kiểu thứ hai này đó tôi mới lấy ý tưởng á, là tôi lưu âm tất cả những cái hình cưới mà anh chàng này thích à tôi gom hết tấm hình cưới mà anh chàng này thích ha rồi sau đó tôi mới design lại thành một cái dạng như thế này thì cái ý tưởng của tôi đó là tôi lấy tấm hình này là hình nhỏ của cô dâu hình nhỏ chú rể nè và lấy cái tấm này ra để tôi làm cái minh họa cho cái 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 tên của cô dâu chú rể đây và cái ngày cưới thì những cái hình này tôi để trên cái website là nhiếp ảnh tây ninh com website này bây giờ thì nó không còn nữa ngày xưa thì anh em đưa hình lên trên đó rồi lấy hết tất cả những hình để ở đây thì tôi design kiểu này á thật ra nhìn á, thì có vẻ giống như là một cái sự quăng hình ra một cách ngẫu nhiên rời rạc rõ ràng quý vị thấy như vậy và tôi dùng cái ý tưởng á, là những cái hình này nó phải là đen trắng nha những hình này đen trắng đen trắng để chi để cho nó ăn quyện vô trong cái nền này để cho nó không làm mất đi cái cái sự nổi bật trên tấm hình này bởi vì cái điểm focus là cái hình lớn này. Nếu như các bạn để hình mạo ở đây nhiều quá đó thì cái nhìn đó nó sẽ bị hút vào cái cái hình cái nhóm hình này và cái hình này sẽ bị rời rạc đi. Do đó, tôi để tấm này nó giống như là một cái người thật đang đứng trên một cái bình phong với nhiều tấm hình nhỏ gắn lên trên tường như vậy đó. Thì mình tưởng tượng cái rau làm sao giống như một cái tường và hai hai người này đang đứng ở một phía trước một cái tường. Thì cái ý tưởng là mình lớn tôi là như vậy thôi. Thì ở đây á tôi dùng cái kỹ thuật là bên 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 nam thì có bên nữ thì có hình nam lúc nhỏ bên nam này có hình nữ lúc nhỏ thì tạo ra cho người ta cái cảm giác nó lạ mắt chứ nếu mình để hình nam đây, nữ đây thì nó vẻ nó nhàm chán lắm ở đây cũng vậy thưa các bạn mặc dù á nguyên cái nhóm này là hình đen trắng thì tôi cũng lấy được hai tấm hình màu rồi tôi để đây thì tấm hình màu thứ nhất này hình màu này tôi không để màu hoàn toàn mà tôi cho cái màu lạ lạ thì cái thời đó đó cái cái chuyện mặt lên màu này á, từ năm 2007 tháng 8 đến năm 2010 á, thì nó vẫn là lạ mắt bây giờ thì nó thành mod rồi thì xưa tôi cũng đang cố tình đi chơi nó hơi lạ mắt chút thì có nhiều người cũng cự nữa cái hình nó bị kỳ vậy đó, nó, nó, màu nó sai cho nó ừ, cái kiểu tôi là vậy đó rồi cái chỗ này tôi chỉ lấy cái tay của dâu chú rể chụp lại thành ra giống như là một cái nó giống như là một cái cái biểu tượng giống như tượng trưng vậy thôi thì cũng rất là lạ mắt đó thì cố tình mình làm vậy. Và mình cái hình này sau khi làm xong đó mình mới in ra là cái khổ của nó là 2 m 3 m thôi. 2 m 3 m thử gì biết rồi đó. Nó không thể nào mà làm được thành cái 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 cái, cái ép gỗ lớn vậy được cho nên dính như vậy á là khi ra hình á thì tụi tôi tụ phải ra thành nhiều mà nhiều mảng khác nhau, nghĩa là thành nhiều tấm. Thì thời đó cái cái máy in của Thế Quân á bên tâm thì nó in cái khổ hình như là chỉ có tối đa như mét hai bề ngang thì phải đó thì phải in làm 3 tấm nghĩa là 6 tấm ghép lại thì in 6 tấm xong thì bây giờ ảnh mới mang về nhà đó ảnh mới nhờ người đó là coi như là dán cho một miếng gỗ 2 m 3 m để mà làm tấm hình cổng lớn như vậy để cho nó ổn định nó đám thì đó là tôi xin chia sẻ với quý vị một số các chiêu nhỏ nhỏ để mà nói về cái ý tưởng làm tấm hình lớn đôi khi á Chúng ta đi trên lối mòn cũ cứ một tấm hình Có một tấm hình của dấu rễ mình để tên tuổi thì cái này thì nhăn nhãn rồi Đôi khi chúng ta cũng phải làm như thế này cho lạ mắt tấm hình nhiều khi hình cổng mình cho hình khẩu ngang đi và Đôi khi mình làm nhiều ảnh nữa nó cũng là một cái điều hay Thì tôi khuyến cáo quý vị á Là trong cái thời nay thì vấn đề cạnh tranh về hình ảnh á, Thì chúng ta ngoài cạnh tranh về vấn đề chất lượng ra Thì chúng ta cũng nên cải tiến thêm về cách design mình tìm những cái kiểu design mới lạ mắt hơn để uh, design những cái mẫu hình thì uh, khách hàng họ sẽ yêu thích hơn và cái điều lưu ý thưa quý vị á uh, cái thời này mà biết ông tôi chụp cái uh, cái ảnh này á uh, là bằng cái máy uh, là d2x d hệ x nha thì cái độ giải nó còn không có lớn lắm có những tấm hình để nhỏ để chụp bằng d70 nữa đó thì uh, không phải là mình không có khả năng mua máy tốt hơn nhưng mà lúc đó đó thì mình muốn hướng dẫn cho học viên á là vấn đề máy móc á, nó chỉ là một phần nhỏ trong vấn đề nghề nghiệp thôi chứ đôi khi đừng có nghĩ là máy xịn thì chúng ta mới có thể ra hình đẹp được với những cái máy bình thường thôi chúng ta muốn ra hình tốt thì chúng ta đòi hỏi phải có kỹ thuật chụp thứ hai là ống kính ống kính là tôi dùng ống fit không à, tôi không có dùng ống ống tele hay là ống zoom nha tôi dùng ống fit và thứ ba là chụp bất cứ cái thể loại nào về hình cưới á. thì thói quen của tôi á là tôi luôn luôn dùng chân máy có người bảo rằng à, anh dùng chân máy anh chụp dở chụp yếu sao tôi cầm tay để chụp rồi Tôi đấy các bạn hãy suy nghĩ lại đi dù cho bạn cầm tay tốt cách mấy nữa đó, thì cái độ rung nó vẫn có cho nên dùng chân máy mặc dù á thấy nó vậy đó nhưng mà nó vẫn ra hình nó chắc hơn nhiều đó cho nên dùng chân máy rồi ống kính phít và ánh sáng đo đạt đàng hoàng và dĩ nhiên là chụp phải ro thì sau đó tôi mới design ra tấm này bạn thấy đó, hình từ cái file mà của D2X hoặc D70 mà phóng ra tới 3m, 2m thì đâu phải là, là, là dễ đúng không? Thì xin chia sẻ với quý vị một số các điều như vậy thôi. Và cụ thể cách design tấm ảnh này ra làm sao? Từ đầu tiên cho đến ra thành phẩm như thế này. Và nếu như quý vị cần thì tôi cũng sẽ sẵn sàng tặng cho quý vị cái layout PDF luôn. Quý vị cứ thay hình vô thôi. Và nếu quý vị cần nữa tôi tặng luôn các xanh luôn. Như là quý vị chỉ cần lựa đúng một số hình, bao nhiêu hình vậy thôi. Quý vị chạy cái rẹt cái nó ra hình giống vậy thậm à, chí là bởi vì nhấn một cái nó sẽ tự chấm da chỉnh màu cho gì hết thì cái đó thì mình sẽ chia sẻ cho quý vị vào những cái video sau còn bây giờ đây thì mình sẽ giới thiệu về cái ý tưởng vậy thôi thì đây cũng là trong cái cái lọc bài chuyên đề mình muốn chia sẻ với anh em Việt Nam làm cách nào để chúng ta có thể cạnh tranh trong ảnh cưới bằng cách là cải tổ hay là cải tạo cải tiến thay đổi những cái cách làm trong đó có phần ý tưởng là quan trọng xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào những cái video tiếp theo xin trân trọng